Đúng 4 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 6 năm 2017, chuyến xe chở 60 anh em chúng tôi, những thanh niên tình nguyện Đại học Tân Tạo, khởi hành đến xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Có thể nói, chuyến hành trình này không chỉ là hành trình tình nguyện để giúp đỡ phần nào cho cuộc sống nhọc nhằn của bà con Vĩnh Hòa, mà còn là chuyến đi để chúng tôi trưởng thành hơn, để nhận ra được giá trị của bản thân mình, và cũng là dịp để những anh em chúng tôi thêm thấu hiểu, gắn bó, yêu thương và trân trọng gia đình TTU hơn. Vĩnh Hòa mùa này trời nắng như đổ lửa, nhưng không làm chúng tôi giảm nhiệt huyết tuổi trẻ, góp chút sức lực nhỏ bé cho vùng đất bình yên như miền Nam Lũng này. 7 ngày là cả một hành trình với rất nhiều câu chuyện, chứa chan tình người cùng những con người miền Tây chân chất, thật thà, chú Quốc hiếu khách, chị Nâu, người phụ nữ hiền hậu với giọng hát làm sao xuyến lòng người, dì Kim Cương, người phụ nữ ân cần, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho chúng tôi. Họ là những gia đình đã nuôi chúng tôi trong suốt khoảng thời gian tình nguyện. Họ đối xử với chúng tôi như những người con xa xứ trở về quê hương, với tình cảm yêu thương khó có thể diễn tả hết bằng lời. 7 ngày quá ngắn cho biết bao dự định, chúng tôi phải chạy đua với thời gian. Vì thế, chúng tôi bắt đầu công việc ngay khi đến xã Vĩnh Hòa. 16 anh em tiêm xung kích, thể thao, chung tay hăng hái lao động phát quang con đường dài gần 5 km, dọn dẹp nghĩa trang cây bàng. Có những bạn đây là lần đầu tiên lao động nên che chân còn ngượng nghịu, nhưng sao ngăn được lòng nhiệt huyết đóng góp cho quê hương. Tiêm tiếng Anh, Tuyết Nhi, Huỳnh, Nhung, Châu, Nhân, Đức. Có lẽ các bạn có nhớ những buổi tối làm dụng cụ hay tập nhảy những bài nhạc tiếng Anh vô cùng dễ thương để dạy các bé thuộc mọi lứa tuổi. Bé nhỏ nhất chỉ mới 5 tuổi, lớn hơn thì cũng chỉ vừa mới 12. Tất cả đều chung đam mê học tiếng Anh, dù ở vùng quê còn nhiều thiếu thốn này. Những niềm vui sao kể xiết khi nụ cười ngây thơ của các em vang lên, làm ấm lòng các tình nguyện viên chúng tôi. Có những ngày mọi người cùng nhau chuẩn bị những phần quà nhỏ nhưng thiết thực như mì gói, đường, bột ngọt để thăm gia đình bà mẹ Nguyễn Thị Đẹp, người mẹ có 4 người con lên đường cứu nước nhưng không ăn trở về với mẹ. Hay cụ già đơn thân đã hơn 80 tuổi sống đơn chiếc, con cái đi làm xa không có điều kiện chăm sóc. Đoàn bác sĩ bệnh viện Tân Tạo đã không quản đường xa xuống tận nơi để khám và phát thuốc miễn phí cho bà con Vĩnh Hòa. Thay vì những mệt mỏi đường xa là những lời hỏi thăm tận tình sức khỏe bà con, mới thấy được sự cao quý của nghề y. Tuy không nói ra nhưng mỗi đứa chúng tôi, những người đang đi trên con đường y đức này, lại thêm vững tin vào sự lựa chọn của mình. Cảm ơn các bạn tiêm khám chữa bệnh vì sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn. Với công việc truyền thông, chúng tôi có hẳn một team rất năng động. BK, Hiền, Linh, Vi, Minh, Lân, các bạn đã có mặt trên mọi mặt trận để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh em, để lưu giữ, để nhớ về tuổi trẻ của chúng tôi. Quà tặng lớn nhất chính là tình yêu, sự yêu quý của các em nhỏ đối với các anh chị tình nguyện viên, làm chúng tôi bồi hồi, xao xuyến nhớ về tuổi thơ của mình, những trò chơi dân gian, những bản nhạc. Cảm ơn team phong trào văn nghệ vì đã đánh thức tâm hồn tươi trẻ cho mỗi người chúng tôi, điều mà chúng tôi đã lãng quên theo thời gian với những bộn bề lo toan cuộc sống. 7 ngày chúng tôi xa gia đình, rời xa những tiện nghi sinh hoạt, chăn ấm, nệm êm để đến với Vĩnh Hòa, một xã còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, để trưởng thành hơn, để nhận ra những giá trị đáng quý hơn về sự sẻ chia khi chúng tôi được cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia ngọt bùi, cùng tạo nên những ký ức vui vẻ. Rồi mai đây, trong mỗi người chúng tôi sẽ nhớ mãi về một mùa hè xanh đầy ý nghĩa với những tiếng cười vang khắp Vĩnh Hòa, Kiên Giang. Một mùa hè ý nghĩa, mùa hè tận hiến và trọn tình thương của người dân miền Tây đôn hậu. Sau mỗi ngày làm việc cực nhọc là những bữa ăn đơn sơ, giản dị với trứng chiên, cá muối nhưng ngon đến lạ thường. Có buffet trái cây đậm chất miền Tây, có cả trải nghiệm võ lãi 15 người run không dám cử động, mà chúng tôi gọi vui là Grab Xùa. Và tất cả anh em trong nhà chủ Quốc có lẽ sẽ nhớ về những đêm sinh hoạt với nhau trước sân nhà, cùng nấu ăn, cùng ca hát đầy ắp tiếng cười. Sẽ nhớ lắm những ngày giành chiếc cầu cá và những buổi chơi ma sói. Một hành trình tuổi trẻ đã khép lại với biết bao kỷ niệm Summer Services Camp United Youth tại Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, Kiên Giang 2017 sẽ mãi mãi bên chúng tôi như một dấu ấn về khoảng thanh xuân tươi đẹp.